tại một thành phố băng trong ngăn tủ lạnh nhà Bin, nơi thực phẩm được gia đình Bin cất giữ để luôn tươi mới. Tại đây có một gia đình Yakun đang sinh sống. Họ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ gia đình Bin, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Hãy cùng bố hợp sức nạp năng lượng Yakun nào cả nhà. Hằng ngày, vị thần Yakun cung cấp cho cả gia đình Yakun nguồn năng lượng lợi khuẩn để bảo vệ gia đình Bin khỏi những hại khuẩn xấu xa. Với nguồn năng lượng đặc biệt này, cả gia đình sẽ được cấp thêm những kỹ năng riêng biệt. Yakun bố, người kiểm soát năng lượng làm nổ tung các hại khuẩn xấu xa. Yakun mẹ sẽ giúp các tế bào miễn dịch dính chặt vào và tiêu diệt hại khuẩn độc ác. Mr. Yakun khiến đám hại khuẩn chết khiếp với khả năng tạo khối lợi khuẩn đè bẹp bọn chúng. Yakun chị, người kiểm soát sức mạnh từ axit lactic, tạo ra các lợi khuẩn với chức năng bảo vệ đường ruột khỏi những đợt tấn công tiếp theo của hại khuẩn. Yakun bé, bé út trong gia đình Yakun có khả năng loại bỏ độc tố do các hại khuẩn gây ra và giúp cho đường ruột sạch sẽ. Chúng ta hãy cùng nhau đi tiêu diệt hại khuẩn nào. Một thế lực hắc ám nào đó đang chờ đợi gia đình Yakun tại đường ruột của Bin. Hãy cùng chờ đón tập 2 nhé. Chiến thắng hại khuẩn cùng gia đình Yakun.